mọi người, đây là cái dòng giống hoa cúc hoa mi, một cái dòng hoa mà nở được coi như một loài hoa chào mùa đông. Hoa cúc hoa mi có màu trắng tinh khiết. Đây là cái giống hoa rất là dễ tính. Hoa này có khả năng sinh trưởng và phát triển ở miền Bắc rất là tuyệt vời. Hoa này thì có cái thời gian sinh trưởng là từ 60 đến 70 ngày là có thể cho ra hoa. Chiều cao của hoa thì có thể đạt từ 50 đến 70 cm tùy thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng và ánh sáng chiếu sáng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái hoa cúc hoa mi. Hoa cúc hoa mi được canh tác tại Hòn Mát là vào cách đây 20 ngày, và cái hoa này thì sẽ đơm bông vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch, sẽ chờ đón du khách với những cái bông hoa đẹp nhất. Đây là cái giống hoa ưa rất là ưa ẩm nhưng không chịu được úng ngập, và chính vì vậy đây là cái dòng hoa mà khi mọi người trồng á, là đặc biệt lưu ý đó là lên liếp, lên luống cao, lên liếp để thoát được nước. Đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cái hoa này thì có thể gieo từ hạt, nhưng cái hiện nay mà kỹ thuật canh tác chính của dòng cúc hoa mi này đó là diệt vô tính từ cây mè dâm vào bầu và được trồng xuống đất, khi ra rễ sẽ được trồng xuống đất. Đây là cái giống hoa họ cúc cho nên cũng rất là khỏe và bông hoa màu trắng muốt. Thì như vậy là nếu như mà mọi người mà yêu hoa, đặc biệt là những bà con nông dân trồng để bán, hoặc là những người yêu hoa trồng để chơi, thì có thể canh tác cái giống hoa cúc hoa mỹ này. Đây là một cái giống hoa chào khi mùa đông. Chào mọi người.